Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay My Bitcoin sẽ hướng dẫn mọi người rút con token CRAD từ dự án Proto ADS từ Bosonbot nha các bạn. Thì lúc trước vào ngày 7 tháng 8 chứ, thì mình có gửi tới các bạn cái dự án là nhận token CRAD để lít con market cap ở row 1 nhé. Thì hiện tại con ở row 2 thì vẫn còn đang hoạt động, bạn nào chưa làm row 2 thì các bạn làm row 2 nhé. Ở row 2 thì ở bài viết là K312 này. Còn hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn rút con token này ra từ Bosonbot, ở bài viết K299 ở row 1 nhé. Thì để rút con token này thì các bạn vào link dưới phần mô tả video. Sau đó các bạn mở con bot ra giúp mình nha. Chúng ta tiến hành đi vào con Bosonbot. Trên Bosonbot thì các bạn ấn vào nút start để chat với bot. Thì trên Bosonbot nó cũng thông báo chúng ta là withdraw your Proto ADS token này. Thì sau khi các bạn ấn vào nút start xong thì nó sẽ hiện ra cái mục withdraw do Proto ADS token. Thì các bạn ấn vào mục withdraw giúp mình nhé. Thì để rút token từ Bosonbot thì cũng tương tự như cái dự án trước đây thôi, chúng ta cần gửi một lượng phí gas nhỏ đến cái địa chỉ mà Bosonbot đã đưa ra nhé. Thì sau đó các bạn ấn vào nút withdraw CRAD, các bạn chọn yes, sau đó sẽ dẫn đến chúng ta một cái trang web để gửi phí gas. Thì ở đây có bốn mục gửi phí gas, bạn muốn các bạn muốn chọn gửi phí gas bằng đồng nào thì các bạn chọn bằng đồng đó nhé. Thì mình khuyên các bạn chọn bằng đồng Dogecoin hoặc là đồng Tron nhé. Thì hiện tại phí gas của Ethereum rất là cao cho nên mình lựa chọn đồng Tron. Sau đó các bạn chọn standard. Các bạn lưu ý thì ở phần what is your Telegram username address này thì các bạn xóa cái địa chỉ của các bạn đi nhé. Các bạn xóa cái địa chỉ của các bạn đi, sau đó các bạn điền lại cái username Telegram của các bạn nhé. Thì username Telegram của các bạn ấy, thì sau này nó sẽ phân phối về đây cho các bạn này, sẽ phân phối về cái con bot CCF gì trên đây nè. Con bot đó là mất rồi ta, đây này, anh nhầm cái này đâu hai, đây này. Nó sẽ phân phối theo cái username mà lúc trước các bạn đã tạo trên con CFC bot này nha các bạn. Send tiếp này nè, nó sẽ phân phối về đây cho các bạn. Nó sẽ phân phối token sau khi các bạn rút thì các bạn nó sẽ phân phối về con CFC bot này. Thì phần đó thì các bạn copy lại username Telegram của các bạn thôi. Sau đó các bạn điền vào phần đây, what is your Telegram username này, nó yêu cầu chúng ta điền lại username Telegram này. Các bạn nhập username Telegram của các bạn vào đây, sau đó các bạn ấn vào next. Tiếp theo thì đó nó hỏi là địa chỉ ví TRX mà bạn gửi phí gas là gì. Thì các bạn gửi phí gas bằng TRX bằng địa chỉ ví nào, thì bây giờ các bạn điền lại địa chỉ ví đó nhé. Thì ở đây mình sao chép lại địa chỉ ví TRX này, các bạn dán vào đây. Sau đó các bạn ấn vào next. Thì nó sẽ nhảy ra giao diện như thế này. Thì đây là phí gas chúng ta cần gửi, còn đây là cái địa chỉ mà của Bitcoin chúng ta cần gửi phí gas đến. Thì các bạn copy lại cái địa chỉ của Bitcoin nhé, chúng ta gửi một lượng phí gas đến địa chỉ này, chúng ta gửi dán số lượng. Từ số lượng thì phí gas thì nó đưa ra phí gas cho các bạn bao nhiêu thì các bạn nhập lại đúng chính xác nhé các bạn, không được lớn hơn cũng không được nhỏ hơn nhé. Đây là phí gas này, 5.003 03181 đấy. Rồi sau đó phí gas khoảng 0.14 đô thôi. Sau đó các bạn ấn vào tiếp theo, sau đó các bạn ấn vào gửi. Thì sau khi gửi xong thì các bạn đợi xác nhận thôi. Thì sau khi nó xác nhận xong thì trên con Bosonbot trên Telegram này nó sẽ thông báo cho các bạn một cái tin nhắn nhé, là chúng tôi là đã nhận được cái phí gas của các bạn và chúng tôi sẽ gửi phí, sẽ gửi token cho bạn trong thời gian sớm nhất nhé. Ở đây mình gửi đã xong rồi nè, đợi đã cập nhật thôi.
Thì sau khi các bạn rút thì sau này nó sẽ phân phối về đây cho các bạn thôi, nó phân phối với token về đây và các bạn có thể từ đây rồi các bạn rút về quỹ của các bạn. Thì quý mình đang có bending 40 crash nữa đâu, sao nhảy liên tục vậy nè. Hiện tại Bozenbot nó chưa gửi thông tin là nhận được cái gear các bạn ạ. Thì các bạn đợi khoảng là 5 đến 10 phút thôi thì con trên con Bozenbot này nè, nó thông báo cho bạn cho các bạn một cái tin nhắn là chúng tôi đã nhận được cái gear nhé. Đây nè, vừa nói xong thì nó gửi thông báo cho mình luôn này. Thì sau khi các bạn gửi Vega thì nó kêu là chúng tôi đã nhận được phí gas của các bạn và chúng tôi sẽ gửi token cho các bạn trong thời gian sớm nhất nhé. Thì như vậy là video mình hướng dẫn các bạn rút token CRAD từ Bozenbot đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn các bạn ở video tiếp theo.